tôi muốn kết hợp bốn vị thuốc chữa suy thận là cây muối, cây nổ, cây quýt gai, cây mực với giảo cổ lam, dây thì canh và nấm linh chi để điều trị tiểu đường tiếp 2 và bệnh suy thận, có được hay không ạ? Chào bạn, đối với những bệnh nhân bị suy thận do chức năng thận bị suy yếu thì nên hết sức cần lưu ý về chế độ ăn uống và kiêng kỵ, tuyệt đối là không tự ý ăn uống tùy tiện không theo hướng dẫn của bác sĩ. Trường hợp của bạn là bị suy thận và bị tiểu đường thì bạn sử dụng bốn vị thuốc bao gồm cây nổ, cây muối, cây quýt gai và cây mực để điều trị thì nhà thuốc khuyên bạn là chỉ nên thêm cây dây thì canh và nấm linh chi, bởi vì hai vị thuốc này thì không gây ảnh hưởng xấu đến thận. Riêng giảo cổ lam thì tuy rất là tốt cho bệnh nhân tiểu đường nhưng vị thuốc này lại có tính hoạt huyết, làm tăng nhịp tim và không hề tốt cho bệnh nhân bị suy thận. Vì vậy thì bạn không nên dùng giảo cổ lam bạn nhé. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn. Nếu như còn bất kỳ thắc mắc gì thì bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline bên dưới để được nhân viên hỗ trợ thêm ạ.